À, tất cả mọi người thì hiện tại thì Lập cũng vừa mới về lại Bình Định mọi người. Thì hôm bữa bị Thủy đuổi khỏi nhà thì tới đó thì Thủy năn nỉ thì Lập cũng chấp nhận đi vô lại. Thì Lập mới về đây thôi, nhưng mà Lập suy nghĩ ra một cái ý tưởng, đó là Lập sẽ đi mua đồ về về Lập sẽ chỗ Tài nấu ăn và nấu cho ba mẹ với Thủy ăn. Thì Lập tới đây thì cũng những cái đợt trước mà Lập vô nhà Thủy á, thì Lập cũng chưa có nấu được cái gì hết cho ba mẹ Thủy ăn. Thì hôm nay thì Lập mới suy nghĩ ra là Lập sẽ đi mua cái gì đó về Lập nấu coi thử là ba mẹ bé Thủy ăn có ngon không. Thì nấu rồi mới biết, chứ giờ nấu ra thì sao biết được. Ở chợ ở gần đây không? Cũng gần, đi tầm 7 phút 10 phút đó. Bây giờ thì cũng 9 giờ sáng rồi, thì cũng mới vừa ăn sáng xong mọi người à. Thì bây giờ mình đi mua cái gì đó gì làm. Chào mọi người, thì Lộc mới vừa đi chợ về. Thì ở ngoài chợ là Lộc tính mua mực, nhưng mà mùa này mực rí rí không anh, nên Lộc quyết định mua con vịt về Lộc xào sẽ ớt. Thì cái con vịt nói chung là vịt này là vịt gì ta? Vịt không phải vịt mà vịt chặn và ruộng mọi người. Vịt đây là cái vịt vịt sim hay gì không biết đâu, mà nói chung là bây giờ Lộc sẽ làm nha mọi người. Thì trước khi làm con vịt này ta đỡ tanh thì Lộc sẽ chè gừng với muối cho nó đỡ tanh, chứ con vịt ta bay mùi lắm. Thì ở bên nhà của Thủy thì bên đó là đường đội xe chạy nó ồn lắm, nên Lộc chuyển qua em nhà ngoại làm cho nó khỏi ồn ồn ào, cho nó yên tĩnh mọi người. Là hồi giờ thì ở ra nhà em Thủy thì mà ba hai lần rồi, nhưng mà cũng chưa nấu được cái gì hết cho ba mẹ Thủy ăn. Thì hôm nay là quyết định ra tay nấu. Thủy thì nãy giờ chờ Lộc nấu dở mọi người. Thôi gì mỗi khác cho ai dám chơi, nhưng mà đừng là nói là nấu dở nha. Thì nó ăn rồi mới biết chứ. Trời. Thì nãy giờ Lập bao đồ lên gia vị đồ chuẩn bị xong rồi, bây giờ chỉ chờ cho nó rút nước với thịt cho nó mềm lại mọi người. Thì nói chung là hôm nay là Lập phải làm cho nó kỹ càng, tại vì chuẩn bị nấu cho ông ba mẹ vợ ăn mà. Vãi cứ vợ sao. Mấy con vợ ở đâu mà Lập? Vậy. À, bữa nay anh làm ngon không? Chưa biết ạ. Chưa ăn chưa biết đúng không? Mày con thịt này, con vịt này mỡ nhiều ha. Nó mập. Con vịt này nó mập chứ không phải như mấy con vịt mà ở ngoài người ta chặn về ruộng nên nó ốm nhèm nhắc luôn. Giống anh. Bữa nay con vịt Lộc cũng mập rồi mọi người. Giận chứ nay ông ốm rồi đợt trước chứ. Ốm nào? Mặt nó hơi cốt không đợt trước. Tại vì anh thương em nhiều quá nên càng ngày nó càng ốm ra chứ sao. Má. Nói chung là thương nhớ một người nó mệt lắm mọi người à. Nó, trong lòng mình lúc nào nó cũng nôn nao à. Ai mà nó yêu rồi không biết rồi. Dạ, bị dạy lâu chưa? Bị dạy chứ cũng lâu rồi. Nói chung là nhà ngoại thì chỉ có cái bóp ghe thôi, nên là tại vì có cái bóp củi bên này luôn, nên là lấy bóp củi ra đây nấu cho nó mát mẻ mọi người. Mà cái khẩu vị ở đây nó khác với dòng kia đúng không?
nhưng mà thiệt ra lỡ anh nấu ngon nhưng mà ba mẹ em chơi dở thì sao? Thì là do anh nấu dở chứ sao? Tại vì mở mở vùng mở gia vị khác nhau mà. Yeah. Thương anh không thấy. Không bao giờ cháy đâu. Ở trong đây nó mát mẻ chưa? Ở trong đây tại vì ở trong đây là cách xe vài đường mọi người nên nó rất là yên tĩnh. Còn ở nhà em thấy thì ở ngay chỗ mặt đường luôn nên xe chạy qua nó ồn ào lắm. Nên quay ở bên này cho nó thoải mái. Với Lộc vừa về em thấy thì cảm thấy nó rất là yên bình mọi người. Vãi. Chắc Lộc ở rễ hoài luôn á. Vãi ai chở. Sau này anh cứ em chắc anh ở rễ hoài luôn có thể. Được không? Anh biết phải. Ý là ở ngoài đây được không hai em gì đó. Sao? Không biết. Nhưng mà em thích ở ngoài anh hay là sao? Duyên. Ở tùy nhà, duyên. Nói chung là ở nhà Lộc thì bây giờ còn có mình Lộc ở à. Thì con em gái này có chồng rồi, Lộc ở mình để nếu mà thủy gì đó ở khi nào lỡ đẻ thì về nhà không về nhà mẹ ruột cũng được có gì đâu. Lo xe. Lo xe cái gì? Thích gì không? Lo xe quá. Lo ngày ba bữa trước đi. Lo ngày ba bữa ăn sáng mai thì mai ăn gì? Mốt ăn gì đi, kiếm được bao nhiêu tiền lo cho cuộc sống đi. Chứ bây giờ mình lo tới mấy cái đó nữa, xe tôi á. Ngày em ăn được bao nhiêu tiền? Ngày em ăn 100 ngàn chứ nhiều đâu, tôi phụ hộ ngày 400 thì, thì còn dư 300. Đúng không? Là... I chưa? Love you. Thôi, bớt nói rồi. Nhắn làm cho ngon lành đi. Thì bây giờ thì thịt nó mềm rồi mọi người, nước thì rút ra hết rồi. Thì bây giờ bỏ hành vô. Nói chung là cái anh ăn thì vừa nhưng mà không biết là ở đây ăn nó khác không. Tại cái hành này mình phải bỏ sâu, tại vì mình lúc hôm nãy mình bỏ là nó bị mềm luôn. Ở đây thì không có ớt Đà Lạt với nấm mèo, chứ ở ngoài Lộc thì xào xe ớt là phải có ớt Đà Lạt với nấm mèo. Mà thôi bây giờ Lộc sẽ nhắc xuống nha và sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Đỡ nước nhiều nhiều một chút đỡ có chấm bánh mì. Thì cuối cùng thì Lộc cũng đã nấu xong và có cô chú với cậu đồ ăn cho vui mọi người. Thì cái Lộc quay cái video này là cũng chỗ tài nấu ăn thì cũng chắc nấu dở lắm mọi người. Thôi bây giờ Lộc sẽ múc ra nha. Mời cậu cô chú ăn nha. Mời mọi người. Mày chín đỏ mặt luôn. Mệt lúc nào. Có gì là chấm thơm xì dầu nha.
Nấu bắp củi cho bắp ghe nằm xuống sau kia được. Mơ. À mơ cho nó là tao không có tới hay. Dạ vậy mà. Mơ này nó mơ thằng đấy này nó mơ chứ cứ mơ. Thủy quay gần gần nó mới hay chứ. Nó to người lắm anh. Thì quay gần vô mình thấy được cái cục thịt đồ này nó hấp dẫn vô. Thịt thì nó vừa thịt thì vừa ăn nhưng mà nước thì nó hơi lạc. Mày nhá, nước mày nó lạc kia. Vừa lắm. Có người khẩu vị người khác đây thấy nước mày nó lạc kìa. Ôi, ngon lắm mọi người. Đây trong ngoài nó kêu mơ lâm còn ở vừa kêu lét thuốc địch này. Nấu ngon à. Mời mọi người miếng thịt nha. Nói chung là cũng không có ngon lắm. Không phải là mơ lâm. Mơ lét. Nói chung là dịch này nãy nghĩ nó dai nhưng mà nó cũng được, nó cũng không dai gì lắm. Chắc ngon ạ. Mùi dịch đâu. Giờ thấy nó bay hết. Đấy này, con cái chè cái gừng rồi, gừng với muối rồi. Gừng với muối với tăng. Ngon nhưng mà cây, ở cây. Còn bỏ ớt hơi nhiều. Cây nó ngon giá cây đó. Để lọc bỏ ớt hơi nhiều. Đây là nhà phía ngoại thì cô chú rồi cậu rồi thì hai thầy buổi chiều hay qua khách nha. Thì tại vì ở nhà không mọi người. Mở tay chưa thấy. Mở thì đỡ xong vô ăn chưa. Thôi tí nữa em ăn sau. Anh mạnh vô. Mà nói cọc chính này rồi chính ông teo. Có rất là dễ bộ nó vô hiện cho nhà chắc này ngon ngon cây ngon anh đấy thôi anh mà em một cây vậy cây ngon cây còn không cây nào tăm cây này tăm lắm. Lọc cầu tai nóng quá hả? Thấy thì lúc nào cũng chơi con nấu dở. Thì nãy giờ Lộc với Thủy với cậu có thấy rồi cô chú thì nãy giờ ăn thì cũng được nửa rồi mọi người à. Thì cô thì mới mua bia thơm nước ngọt với bia vô uống cho vui. Thì cậu của Thủy thì mới vô thơm ăn giả vui mọi người. Đây. Nói chung là cậu có Thủy thì nhiều lắm. Thì nhà cô Thủy thì mẹ Thủy tới mười mấy người luôn mọi người. Thì nên cậu này rất là nhiều. Quạt khổ phong đông. Nói chung là con và nói chung là nãy giờ cô chú thấy cái món này ăn được không cậu rồi ăn được không? Thì nó cũng vừa ăn mọi người. Nói chung là Lộc nấu dở lắm. Thì nói chung là quay video thì ngại lắm nên là chắc mọi người thì bây giờ ngờ uống chút cho vui. Còn Lập thì Lập xin kết thúc video tại đây và cũng cảm ơn mọi người đã xem và theo dõi cái kênh của Lập nha mọi người. Và thôi chào mọi người nha. Anh Lập nha. Chào mọi người nha.